Thư sư xin sư hướng dẫn cho con suy niệm câu pháp này: vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, ngã Phật đại sa môn tùy thời như thị thuyết. Con có sở thích cá nhân, nhất là thích được nghe các bài pháp lẫn chuyện tiền thân, pháp thoại về các vị đệ nhất trí tuệ trong Phật pháp. Xin được sư hướng dẫn cho con một nền tảng vững chắc để có thể suy niệm những câu pháp mà con thấy cảm thán đủ làm con lay động. Cái việc đầu tiên á, là chúng ta cần phải hiểu cái câu đó có nghĩa là gì, phải hiểu nghĩa trước đó. Nhưng mà một số vị thì cái trí hơi kém một tí, thì các vị đó không có hiểu, đọc một lần không hiểu, thì các vị đó cần phải đọc nhiều lần thì cũng được chứ không sao. Thì cái câu là vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt có nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả cái pháp nào đó do duyên sanh lên thì nó cũng sẽ do duyên mà diệt đi. Khi chúng ta suy tư như thế đó, thì nếu như mà chúng ta là bậc đại trí, tức là hạng Ukkhati Tanyu á, là quý vị chứng sơ quả. Nhưng mà mình không phải là bậc đại trí, mình cũng không phải bậc Ukkhati Tanyu. Cho nên là chúng ta cần phải lắng nghe, thực hành một cách tuần tự. Còn hai câu sau là ngã Phật đại sa môn tùy thời như thị thuyết, tức là bậc đại sa môn thầy của tôi là đã từng thuyết như thế, thì hai câu sau nó không quan trọng, hai câu trước nó mới quan trọng. Và cái câu này đó là câu mà hầu như bất kỳ vị thánh nào khi mà chứng đắc, vị ấy đều có sự nhận thức này. Tức là tất cả các pháp do duyên sanh khởi thì các pháp ấy cũng sẽ đi đến sự hoại diệt. Thì muốn hiểu mà gọi là hiểu trên mặt ý nghĩa văn tự á, thì nó chỉ như thế thôi, đơn giản như thế. Tức là các pháp gì do duyên sanh thì nó cũng như thế mà nó diệt đi. Nhưng muốn gọi là trải nghiệm, thể nghiệm được á, thì chúng ta phải tuần tự theo giới học, định học và tuệ học. Tức là chúng ta phải giữ giới, sau đó chúng ta thực hành thiền chỉ, và sau đó là thực hành thiền quán, để thấu rõ tam tướng, thấy rõ bản chất của tam tướng. Rồi thì từ từ á, chúng ta sẽ nhìn thấy các pháp thế gian với cặp mắt của trí thiền quán, gọi là vipassana ñana, là trí tuệ quán đó. Thì nếu như chúng ta có đầy đủ cái ba la mật thì quý vị sẽ trải nghiệm được một cách rõ ràng là tất cả các pháp nào do duyên sanh khởi thì pháp đó cũng sẽ do duyên mà hoại diệt.